Xin cho phép em xin là những tiếng xin gửi đến toàn thể quý vị tại viện dưỡng lão Suối Tiên, Đồng Nai, Trảng Bom cùng với các mạnh thường quân, đồng từ thiện tâm đức đã có mặt hiện diện trong ngày hôm nay. Một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng dưới đây. Và kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12. Một ngày lễ rất là ý nghĩa đối với tất cả quý vị là người Công giáo. Thì ngày hôm nay đoàn từ thiện tâm đức cùng với các bạn thường quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng có một chuyến công tác đến với viện dưỡng lão tình thương Suối Tiên, Trảng Bom, Đồng Nai để đem đến cho quý vị với những cái món quà nhỏ cùng với những cái món quà tinh thần, đó là chương trình văn nghệ. Thì người đồng bào Việt Nam của chúng ta đều có những ca dao tục ngữ rất là hay, nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Có thể nói trong một năm đầy biến động với những khó khăn, thử thách vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến với Việt Nam cũng như là trên toàn lãnh thổ đất nước thế giới, thì chúng ta đã thấy với tinh thần đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, thì khi miền Trung gặp lũ lụt khó khăn thì người miền Nam cũng đã quyên góp và đoàn kết gửi đến cho miền Trung với những tình thương và những món quà. Ở khi miền Nam bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì đoàn miền Trung với những chiếc xe đem đến cho người miền Nam với lương thực, thực phẩm, nhu cầu thiết yếu. Chúng ta thấy đó là những cái giá trị rất là nhân văn và cái tinh thần đoàn kết của người Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho cái tinh thần đoàn kết của người Việt Nam này ạ. Và em xin thưa quý vị cũng có nghe một câu nói rất nổi tiếng của Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam: không có đất nước nào mà người dân Việt Nam chúng ta lại yêu thương nhau và đoàn kết nhau như vậy. Và có thể nói ngày hôm nay cũng vậy, một trong những đoàn từ thiện tâm đức đã có rất nhiều những chuyến công tác tại các bệnh viện, tại các chùa, tại các viện dưỡng lão, giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn cũng như là hỗ trợ với tinh thần và vật chất. Thì ngày hôm nay chào mừng lễ Giáng sinh năm 2021, nhóm thiện nguyện tâm đức cùng với các bạn thường quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh đến chia sẻ tại viện dưỡng lão Suối Tiên, Trảng Bom, Đồng Nai với một ít tấm lòng của mình, đó là những phần quà và một bữa ăn ấm áp gia đình tại dịp lễ Noel. Chúng ta thiện nguyện tâm đức đó là anh Quy Lê, một trong những người tổ chức công tác từ thiện rất nhiều cho những hoàn cảnh khó khăn tại các chùa, tại viện dưỡng lão, tại bệnh viện. Thì ngày hôm nay anh cũng đã có mặt tại đây để trao cho quý vị với những phần quà rất là ý nghĩa, rất nhỏ thôi nhưng đó là những tấm lòng rất là lớn của anh cùng với các mạnh thường quân trong đoàn từ thiện tâm đức. Thì trong các MC, La Nhật Tiến cũng sẽ chia sẻ những cái quá trình, những cái điều mà anh đã xuất phát từ cái tâm của mình để trao cho tất cả những hoàn cảnh khó khăn với rất là nhiều những cái món quà. Thì cuộc hành trình thì nguyện tâm đức của anh Quy Lê đã đến thăm và chia sẻ với những phần quà cũng như hiện kim như là tỉnh thất Bồng Lai ở Bà Rịa Vũng Tàu và mái ấm Kim Thị ở Nhân Trạch, chùa Từ Ân ở Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Diệu Pháp ở Long Thành, mái ấm Phúc Long ở Nhân Trạch, tình thất Ngọc Hiền ở Bà Rịa Vũng Tàu, mái ấm Tình Mẹ ở Bình Dương và mái ấm Thiên Ân ở quận Thủ Đức, mái ấm Tâm Thiên ở Củ Chi, mái ấm Thiên Phước ở Củ Chi. Và đoàn thiện nguyện tâm đức cũng đã đến với mái ấm Phước Điền ở Tây Ninh, cùng với mái ấm Mây Ngàn ở Tây Ninh, mái ấm Đức Quang ở Bến Tre, chùa Phật Minh ở Bến Tre. Và đoàn thiện nguyện tâm đức cũng đã đến trao quà cũng như là hiện kim tại viện dưỡng lão Bến Tre, làng Mù Sóc Trăng, chùa Long Quang quận 8 Hồ Chí Minh, chùa Vũ Thắng ở Buôn Ma Thuột và rất là nhiều nơi cũng như là những hoàn cảnh khó khăn bệnh tật mà nhóm thiện nguyện tâm đức cùng với các bạn thường quân của anh Quy Lê đã đến thăm và chia sẻ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho đoàn thiện nguyện tâm đức và trưởng đoàn thiện nguyện đó là anh Quy Lê. Có thể nói những tiếng chia sẻ những cái điều như thế này cảm thấy rất là ngưỡng mộ và cảm phục với cái tâm và cái đức của anh. Thì người ta nói là gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Khi mà chúng ta xuất phát là bằng cái tâm
thì chúng ta sẽ có được những cái kết quả, những cái phước và cái đức của mình. Thì không biết là từ đâu mà anh lại có những cái điều mà tuyệt vời như thế, rất là ngưỡng mộ, khâm phục, bởi vì làm từ thiện không phải là đơn giản đâu, nó phải xuất phát vào rất nhiều từ cái suy nghĩ, từ cái tấm lòng của mình để có thể làm được những điều lớn lao như vậy. Thì ngày hôm nay anh xin mời toàn thể quý vị cũng như là đoàn từ thiện Tâm Đức hãy dành một tràng pháo tay để chào đón với anh Quy Lê, trưởng nhóm từ thiện Tâm Đức. Anh sẽ có đôi lời chia sẻ cảm nghĩ của mình. Xin chào anh ạ. Dạ, hôm anh có đến đây em quý vị chỉ cần dành cho anh một tràng tay thật lớn được không ạ? Có thể nói ngày Noel có những người họ chọn bên gia đình để cùng xung quanh, cùng đi nhà thờ, cùng đi ăn một bữa ăn ấm áp. Nhưng đối với anh, phải xa gia đình, phải đến viện dưỡng lão xuân tiên để chia sẻ là cái điều hạnh phúc, đúng không ạ? Thì không biết là cái xuất phát từ đâu mà lại anh lại có được một cái điều mà tuyệt vời như thế. Có phải là trong quá khứ anh cũng đã có được những cái sự giúp đỡ của những mạnh thường quân, hoặc là những cái khó khăn biến cố nào đó mà anh lại nhận được những cái điều mà tất cả những người quan tâm hỗ trợ cho anh, rồi anh lại đi làm từ thiện, hoặc là xuất phát từ gia đình truyền thống đã có cái suy nghĩ là làm từ thiện từ nhỏ, đã có đôi lời chia sẻ cũng như là cảm nghĩ của mình gửi đến cho toàn thể quý vị ở đây một chút xíu được không ạ? Chúng ta dành lại một tràng pháo tay thật lớn không ạ? Mình tìm thấy là những giọt nước mắt đã rơi. Một người được tin rất là ngưỡng mộ và khâm phục. Anh có thể chia sẻ một ít thôi, hôm nay anh có vui không ạ? Lý do từ đâu mà anh lại xuất phát với cái công việc là từ thiện? Anh làm 7 năm rồi. 7 năm rồi. Là từ xuất phát từ cái tâm của mình. Rất là tuyệt vời, rất là ngưỡng mộ, bởi vì những cái cảm xúc không bao giờ biết nói dối với việc những giọt nước mắt khi mà anh cùng với tất cả những mạnh thường quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã vượt một quãng đường không quá xa đâu. Nhưng mà đây là một cái ngày đặc biệt, ngày lễ Noel, thì một người làm nhiều hơn là nói, cho nên đứng trên đây cũng không biết nói gì cả. Nhưng với một con người hiền lành, chất phác, một cái tấm lòng cao cả, rộng lượng với một cái tâm của mình, thì anh sẽ nhận lại được những cái phước và cái đức rất là lớn từ anh và gia đình. Các quý vị có thể dành một tràng tay nữa để chúc phúc cho anh luôn mạnh khỏe, vượt qua những khó khăn của đại dịch, cũng như gia đình của anh sẽ đón một ngày lễ Noel thật là an lành, hạnh phúc, ấm áp của gia đình và một cái năm mới thật là an khang, thịnh vượng. Em xin thay mặt tất cả những mạnh thường quân và toàn thể quý cô ở đây xin dành một lời tri ân, cảm ơn anh rất là nhiều ạ, cho phép em được bắt tay và ôm anh một cái với những nghĩa cử cao đẹp của anh đã dành cho tất cả cộng đồng cũng như tất cả bệnh viện viện dưỡng lão cũng như là những hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn anh Quy Lê, trưởng nhóm từ thiện Tâm Đức, và cảm ơn tất cả những mạnh thường quân đang ngồi phía dưới. Xin mời các cô hãy dành cho các mạnh thường quân tại thành phố chúng tôi chào tay nữa lớn ạ. Em cũng rất là ủng hộ với tinh thần của tất cả các cô, các chị. Em cũng muốn đóng góp một chút xíu nào đó. Nếu như tất cả những chương trình của anh Quy Lê mà còn có văn nghệ, còn cả MC, thì em sẵn sàng để chia sẻ, để cùng đồng hành với đồng của mình và không lấy một đồng cá xe nào cả. Em đi bằng cái tâm để em nhận lại những cái điều thú vị đó, giống như anh Quy Lê đúng không ạ? Xin cảm ơn toàn thể các bạn thường quân và cảm ơn các cô rất là nhiều. Một ngày rất là xúc động. Chúng ta có thể nói đón một mùa lễ Giáng sinh Noel thật là an lành, thật là hạnh phúc và ấm áp. Thì ngày hôm nay, ngoài những cái món ăn tinh thần, đó là bước vui chương trình cho toàn thể quý cô quý bà phía dưới với những ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ biểu diễn phục vụ, thì chúng ta còn có một cái bữa ăn ấm áp với các mạnh thường quân cùng với tất cả các cô các bà tại viện dưỡng lão tình thương Suối Tiên. Ngày hôm nay đến với viện dưỡng lão tình thương Suối Tiên thì cho phép em sẽ là tiến xin trân trọng kính mời sơ cùng tiến lên sân khấu có đôi lời chia sẻ gửi đến đoàn từ thiện Tâm Đức cũng như là quý cô để có mặt đại diện dưỡng lão. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng chào đón sơ con kính mời sơ.
Kính thưa anh Vi Lê, vị MC và tất cả các mạnh thường quân đã đến với chúng tôi trong cái ngày đại lễ hôm nay. Niềm vui đã có sẵn lại tăng thêm rất nhiều bởi vì sự hiện diện của quý vị với một trái tim phát ẩn. Và hồi nãy anh MC vừa nói lên những hoạt động của nhóm thiện nguyện Tâm Đức, phải nói là tôi chóng mặt luôn, bởi vì không phải riêng một vài chỗ mà nhóm Tâm Đức đã đi đến rất rất nhiều điểm và đã dừng chân tại đó để chia sẻ tình thương. Thật đó là một việc làm không phải ai cũng làm được. Nếu không có một cái người đầu tàu, không có một cái con người có một trái tim đầy tình người thì khó có thể thực hiện được. Vì thế anh Huy lần đầu tiên đến đây, chỉ lần đầu tiên chúng tôi gặp và chúng tôi đã cảm nhận được cái tâm tình của anh. Từ ngày đó đến đây anh gắn bó với cơ sở này và liên lạc để rồi có được cái buổi gặp gỡ hôm nay, nói lên cái tâm tình của anh rất là đặc biệt đối với gia đình tình thương Thúy Liên của chúng tôi. Và nhìn thấy anh, một con người cũng như anh MC nói, con người thật đơn sơ, đúng là làm nhiều hơn nói, nhưng nơi anh có một trái tim chắc ẩn, một trái tim đầy tình người, một trái tim hầu như quên chính mình đi để nghĩ đến người khác. Và chính nhờ đó mà chúng tôi ngày hôm nay đón nhận được tình thương của anh và của quý mạnh thường quân đến nơi đây. Chúng tôi hết sức cảm kích và hết sức biết ơn. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi ở xa và chúng tôi không có một lời giới thiệu nào cả, không có một cái tờ báo hay một cái gì để giới thiệu chính mình. Nhưng người ta nói khi đã thương thì tam tứ núi cũng trèo, thất bát trông cũng lội, cửu tập cũng trèo cũng qua. Chính vì thế mà anh Huy từ Sài Gòn, đâu phải anh là người ngồi văn phòng hay là đi du lịch chỗ này chỗ khác, nhưng là một trái tim chỉ biết nghĩ đến người khác. Cũng như Đức Maria khi được dành đến tình kinh của Chúa Thần, mang thai mỗi thai cũng thế là người. Bà Maria cũng không ngồi đó để vinh lên cái hạnh phúc, cái vinh dự của mình là Thiên Chúa ban cho mình, cái thiên chức là mẹ con Thiên Chúa, mà Ngài đang nghĩ đến bà thì họ là bà Isabel, là một người son sẻ, già rồi mà mang thai. Do đó bà đã quên chính mình đi để đến với bà Isabel và ở lại đó giúp bà trong thời kỳ sinh đẻ. Đó, một con người nghĩ đến người khác thì quên mình hoàn toàn. Đó, anh Huy là biểu tượng của một trái tim, và nó là một trái tim đầy tình người, không nghĩ đến mình. Cũng như anh MC vừa nói, lẽ là những ngày này đưa vợ con đi chơi, có thể đi lễ, đi cùng với những nhân bạn để rồi có những buổi kinh tích hay có một bữa cơm ấm áp trong nhà hàng nhà. Nhưng mà anh đã không nghĩ đến mình và có thể quên ngay cả đến gia đình mình để nghĩ đến những kẻ cuối cùng, nghĩ đến những kẻ đang cần tình thương. Đó, chúng tôi hết sức cảm kích trước tâm tình của anh. Phải nói chúng tôi rất cảm phục và chúng tôi nguyện xin đấng đã nhập thể ban cho anh phúc lành đặc biệt của Ngài trong ngày hôm nay, và xin phúc lành của Ngài đồng hành với anh mãi mãi. Trong tâm tình biết ơn cũng cảm ơn anh MC với những giọng nói rất ấm áp và truyền cảm đã cho chúng tôi nhận được cái tình thương của anh Huy cũng như là của quý mạnh thường quân đã đến đây với chúng tôi. Trong tâm tình biết ơn sâu thẳm, chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh tràn đầy niềm vui an bình và một năm mới phúc lành của Ngài luôn đồng hành với quý vị, thành công trong mọi cố gắng. Và chúng tôi hứa với quý vị, thực sự chúng tôi đón nhận nhiều mà không biết lấy gì để đáp trả lại, ngoài những tâm tình cầu nguyện, những hy sinh bé nhỏ của chúng tôi đang đợi dâng hiến, cũng như là những cái làm việc, việc làm bé nhỏ của các bà trong buổi sáng để xin ơn trên ban Chúa lại cho quý vị được những phúc lành của Ngài. Chúng tôi tin tưởng Ngài sẽ đón nhận tâm tình của chúng tôi. Như Đức Phanxicô Xavier nói là Thiên Chúa thích nghe lời cầu nguyện của người cao tuổi và của trẻ thơ. Chúng tôi hy vọng như thế. Xin quá tuyệt vời ạ. Tôi xin cảm ơn cô rất là nhiều. Xin cảm ơn sơ. Một lần nữa xin Chúa ban phước lành, sức khỏe đến với toàn thể quý cô, quý bà,
quý ông cùng với tất cả các mạnh thường quân đã hiện diện có mặt tại viện dưỡng lão Xuân Tiên chặt vô đồng tay của chúng ta. Có thể nói là những cái lời chia sẻ rất mộc mạc, rất chất phát và rất là hay. Và đó là những lời nói chân thành xuất phát từ tấm lòng của sơ gửi đến cho anh Quy Lê cũng như tất cả các mạnh thường quân cùng với tất cả các anh em nghệ sĩ đã có mặt trong chương trình thiện nguyện đến viện dưỡng lão của chúng ta. Thì đồng hành với trong thiện nguyện tâm đức thì ngày hôm nay lại xuất hiện với các mạnh thường quân cũng đã dành cái thời gian quý báu với gia đình của mình để cùng lên chuyến xe đến với viện dưỡng lão để gửi đến cho toàn thể quý cô ở đây với những cái món quà nhỏ của mình. Thì trân trọng giới thiệu ngày hôm nay có một số mạnh thường quân cũng đã đồng hành với đoàn từ thiện tâm đức. Xin trân trọng giới thiệu anh Kiến mạnh thường quân cũng đã có mặt tại hội trường của chúng ta. Xin mời quý vị dành cho một tràng pháo tay ạ. Cùng với đó là chị Thắm cũng đã có mặt tại đây đồng hành với đoàn từ thiện tâm đức. Chúng ta dành tràng pháo tay. Và cùng với chị Nhung cũng đã dành thời gian đến với viện dưỡng lão để cùng chia sẻ. Và xin cảm ơn tấm lòng của mạnh thường quân chị Hoa cũng đã hiện diện có mặt tại hội trường chúng ta. Có thể nói là còn rất là nhiều mạnh thường quân nữa, nhưng mà những ý nghĩa một cái điều như thế này: khi chúng ta làm một cái việc tốt rồi, không phải là chúng ta muốn được nêu tên để biểu dương, để được khen tặng, đúng không ạ? Chúng ta làm bằng cái tâm xuất phát, bằng cái tình thương và cái nghĩa cử cao đẹp của chính bản thân của mình. Nhưng đúng là Quy Lê, khi xuất hiện một cái tấm lòng mới cùng đồng hành công tác cùng với đoàn, ta muốn dành một cái tràng tay để tán dương, để khen tặng, để ủng hộ những cái tinh thần tuyệt vời của tất cả các anh chị mạnh thường quân đã cùng đồng hành với đoàn chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều đến đoàn thiện nguyện tâm đức và anh Quy Lê. Và ngay bây giờ thì con xin mời sơ, kính mời sơ và anh Quy Lê và anh Tùng. Dạ, con kính mời sơ có thể lên sân khấu. Quy Lê, trưởng ban từ thiện đoàn tâm đức, có thể lên sân khấu để dành những cái món quà của mình trao gửi đến cho toàn thể các cô, các ông, các chú có mặt tại viện dưỡng lão tình thương Xuân Tiên. Rồi em xin mời các anh chị mạnh thường quân cũng như là đoàn công tác từ thiện tâm đức, tất cả các chị nếu như không ngại chúng ta cũng có thể lên sân khấu, trước tiên chúng ta có thể ghi lại những cái khoảnh khắc kỷ niệm cùng với viện dưỡng lão và tặng tay mình trao gửi đến cho quý cô quý bà ở đây với những cái món quà tặng rất là ý nghĩa. Xin mời các bạn thường quân được không ạ? Bây giờ thì con mời sơ triển khai lên đi, tại vì con không biết là cái số lượng các bà, các cô, các ông ở đây là bao nhiêu, cho nên là con xin mời cô có thể mời luôn nha con. Cảm ơn sơ cùng với anh Quy Lê rất là nhiều. Thì cái phần phát quà coi như là một cái bữa tiệc, một bữa ăn nhỏ gia đình của viện dưỡng lão cùng với các mạnh thường quân và các nghệ sĩ sẽ được diễn ra sau. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một cái bữa tiệc tinh thần, đó là chương trình văn nghệ. Xin mời quý vị dành một tràng tay để chào đón với các văn nghệ sĩ của thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trong tất cả những chương trình nào cũng vậy, âm nhạc là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc là một người bạn luôn đồng hành với chúng ta mọi lúc mọi nơi, đặc biệt trong những ngày lễ Giáng sinh, Noel hoặc là Tết cổ truyền. Âm nhạc luôn là một người đem đến cho chúng ta với một không khí thật là ấm áp và giúp cho toàn thể quý vị sẽ có một cái tinh thần lạc quan hơn, tạo ra cho mình một cái sức khỏe tốt hơn. Thì cũng chính âm nhạc, nghệ thuật sẽ giúp cho quý vị sẽ có nhiều niềm vui.